Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, chủ đề chung các bài học Kinh Thánh của chúng ta trong tháng này là kỷ luật trong sự cầu nguyện. Bài học hôm nay có đề tài Cuộc đời được phước, nương trên Kinh Thánh, Thi Thiên thứ nhất câu 1 và câu 2. Mời quý vị cùng suy gẫm để nhận được sự dạy dỗ từ lời Chúa, hầu thỏa vui trong ơn lành của Ngài và nhận biết được phước hạnh Chúa ban cho mỗi ngày. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Câu gốc của bài học: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thi Thiên thứ nhất câu 1. Câu hỏi suy gẫm: theo trước giả Thi Thiên thứ nhất, người được phước là người thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể liên tục bước đi trong phước hạnh? Chúng ta đang mong mình được phước như thế nào trong năm mới? Kính thưa quý vị, người Việt Nam chúng ta thường ao ước được phước và cũng muốn người khác chúc mình được phước, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới. Phước hạnh trong quan điểm của người Việt là giàu sang, phú quý, làm mạnh khỏe và trường thọ. Nhưng đối với triết giả Thi Thiên thứ nhất, người được Chúa ban phước là người không bước theo những mưu kế cùng những sự xúi dục của tội lỗi, là người không đứng trên con đường tội lỗi, không đi cùng con đường với tội nhân, và là người không ngồi hay đồng lõa với những người có lời lẽ bất kính, phạm thượng với Đức Chúa Trời. Ý nghĩa từ phước trong câu 1 là cuộc đời được Đức Chúa Trời ban phước. Như vậy, triết giả cho chúng ta biết chỉ có một cuộc đời gặp Chúa và đã được biến đổi là một cuộc đời được phước thật sự. Triết giả cũng giúp cho chúng ta những bí quyết để có thể giữ được phước hạnh liên tục trong đời sống của mình. Ông viết: song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Câu 2. Vui vẻ là ham thích, vui mừng, là thái độ yêu quý lời Chúa. Suy gẫm là nhẩm đi nhẩm lại, nghĩa là liên tục trong việc đọc và học lời Chúa. Đó chính là người đang sống với đức tin nơi Chúa. Do đó, chúng ta chỉ có thể liên tục bước đi trong phước hạnh khi chúng ta tránh xa tội lỗi và gắn bó với Chúa và với lời Chúa ngày đêm. Bước vào năm mới âm lịch, chúng ta thực sự mong muốn điều gì từ nơi Chúa? Có thể một năm qua, chúng ta đã đối mặt với nhiều khủng hoảng, mất mát, thiếu thốn, vân vân. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình là người chưa được Chúa ban phước. Và năm mới này, chúng ta ao ước được Chúa quan tâm hơn, ban phước cho mình nhiều hơn. Tuy nhiên, khi nhìn lại một năm đã qua, nếu chúng ta vẫn chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nghĩa là vẫn sống cuộc đời trung thành với Chúa, kiên định trong đức tin, dù phải đương đầu với những khó khăn, và vẫn cứ ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, thì hãy tin chắc rằng chúng ta là những người đã và đang ở trong phước hạnh của Chúa. Chúng ta cứ vui vẻ bước đi trong sự yêu mến lời Chúa và sống cuộc đời kính sợ Ngài, để luôn kinh nghiệm phước hạnh trong Ngài nhiều hơn. Hãy biết rằng được gặp Chúa, tin Chúa và vẫn đang bước đi theo Ngài trong hiện tại là một phước hạnh lớn lao Chúa ban cho. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì khi con đang ở trong đức tin nơi Chúa là con đang ở trong phước hạnh của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn nhận biết điều này, để con cứ sống trong sự vui vẻ và thỏa lòng mỗi ngày. Amen.
quý vị thính giả thân mến, chúng ta có biết ơn Chúa vì mình vẫn đang ở trong phước hạnh của Ngài không? Mưu kẻ dữ đường tội nhân, chỗ kẻ nhào báng vạn lần tránh xa, thỏa lòng luật pháp của Cha, gẫm suy lời Chúa chẳng xa đêm ngày. Nhân ngày đầu năm âm lịch cũng là ngày hưu trí và quá phụ mục sư truyền đạo, ban biên tập chương trình kính chúc quý tôi con Chúa một năm mới bình an trong ơn hồng Chúa ban cho. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.